Chào mừng ba mẹ và các con đến với bài giảng số 5 của chuỗi 6 ngày tổng ngôn lấy gốc thần tốc. Và bây giờ Miss Ellie cũng như là Miss Ngọc đang mong chờ là ba mẹ và các con thật nhanh vào trong livestream của Miss Ngọc cũng như là Miss Ryan Junior ngày hôm nay để chúng ta có thể bắt đầu bài học lesson number 5 trong chuỗi 6 ngày tổng ôn lấy gốc thần tốc. So hello everyone, hello. Hi, welcome to my livestream today with the 5th lessons of the series 6 ngày tổng ngôn lấy gốc thần tốc. Chào mừng ba mẹ và các con đến với lesson number 5 của chuỗi 6 ngày tổng ngôn lấy gốc thần tốc. Và không để ba mẹ và các con chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay buổi học ngày hôm nay nhé. Và lesson number 5 của chúng ta sẽ là về chủ đề Traveling and Cooking. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, hello everybody, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là lesson number 5, Traveling and Cooking, đó là du lịch và nấu ăn, đúng không nào? Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với hai phần tương tự như các lesson trước, đó là phần vocabulary và phần grammar. Ok, cả nhà ơi, chúng ta sẽ bắt đầu với hai phần, đó là phần từ vựng và phần ngữ pháp. Vậy thì trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì các con hãy cùng mang giấy bút để chúng ta có thể ghi chép lại những kiến thức của chúng ta ngày hôm nay. Và ngoài chủ đề là traveling and cooking thì hôm nay ngữ pháp của chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề chính, đó là mode verbs. Ok, đó là động từ khuyết thiếu. Và nó là một trong những chủ đề rất quan trọng khi chúng ta làm bài kiểm tra, đặc biệt là phần ngữ pháp của chúng ta, đúng không nào? Ok, rồi đầu tiên chúng ta sẽ fill in the blanks cho cô xem là chúng ta đang missing cái letter nào ở đây nhá. Ok buddy, so now look at this picture. We are missing one letter. Ok, so now can you fill in the blank with the letter is missing here? Vậy thì cả nhà ơi, chúng ta có một từ vựng ở đây và nó đang bị mất một letter, là một từ, đúng không? Một chữ cái, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc xem là chữ cái của chúng ta đang mất ở từ này là gì nhá. Cô Ngọc sẽ đợi chúng ta này. Ok, buddy. Now, let's comment down below the missing letter in this word, please. Cả nhà ơi, vậy thì chúng ta hãy cùng comment xuống cái letter mà chúng ta đang bị thiếu trong từ này nhá. Rồi, cả nhà đang trả lời là traveling. Very good job. Thank you, Miss Trương Nguyệt, Miss Phan Anh và Miss Hoàng Linh. Cả nhà đã trả lời đang rất chính xác rồi. Cảm ơn mẹ NT Thảo Uyên ạ. Cảm ơn mẹ Kim Cường Nguyễn. Chúng ta đã trả lời rất chính xác, đó là chúng ta đang missing letter V, đúng không nào? Và tiếp theo chúng ta có bức tranh số 2, cả nhà ơi. Bức tranh số 2 của chúng ta đây, chúng ta đang có từ dưới đây và nó cũng đang missing một letter. Vậy thì cả nhà hãy cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc xem là chúng ta đang missing letter nào nhá. Cả nhà ơi, chúng ta cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc biết rằng là trong từ cooking này thì nó đang missing letter nào nè. Thank you mẹ Trương Nguyễn, đó chính là từ cooking. Very good job. Hello mẹ Trần Nga. Thank you mẹ NT Thảo Uyên. Very correct. Ok, rồi thì từ tiếp theo của chúng ta đó là cooking và oil, thì đây sẽ là hai chủ đề mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu cũng như là ôn tập lại trong bài ngày hôm nay các con nhá. Ok, vocabulary. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề traveling. Ok, thank you very much. Alright, hello mẹ Nguyễn Ngọc. Hello mẹ Đinh Cần. Chúng ta sẽ cùng nhau vào livestream nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề từ vựng đầu tiên, đó là traveling. Và traveling của chúng ta, đây là bức tranh đầu tiên này. Bức tranh này đang bao gồm các mùa trong một năm. Vậy thì từ vựng ở đây đó. Và bây giờ cô Ngọc đang muốn nhấn mạnh vào một mùa trong năm, đó là mùa mà chúng ta nhìn thấy gì đây ạ? Go to the sea này, see the palm tree này, đúng không? Và sandy beach. Vậy thì đây là mùa gì các bạn nhỉ? Cả nhà ơi, chúng ta có mùa số 2 trong bức tranh này. Vậy thì cả nhà sẽ comment xuống cho cô Ngọc xem đây là mùa gì nhá. Thank you mẹ Trương Nguyệt. Đó chính là mùa hè, và mùa hè trong tiếng Anh của chúng ta called summer. Ok, summer. Very good job. Rồi, đó là chính là mùa hè. Và sắp tới chúng ta đang có một dịp hè. Và chắc hẳn là ba mẹ và các con đang mong ngóng một cái dịp nghỉ hè, đúng không? Dịp nghỉ hè trong tiếng Anh của chúng ta sẽ nhiều bức tranh ngay bên cạnh ở đây. Đó chính là summer vacation. Ok? Chủ đề từ vựng tiếp theo của chúng ta đó chính là summer vacation.
Okay, so everybody just repeat after Miss Ellie. Summer vacation. Alright, very good job. Vậy thì chúng ta có hai từ vựng trong slide đầu tiên. Đó là từ vựng về mùa. Chúng ta có summer và kỳ nghỉ hè, đúng không? Chúng ta sẽ gọi là summer vacation. Vậy thì các con ơi, chúng ta hãy cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc xem là kỳ nghỉ hè sắp tới chúng ta sẽ đi đâu nhá. À, cô Ngọc sẽ đợi xem là comment của các bạn xem là kỳ nghỉ hè sắp tới chúng ta sẽ đi đâu nào. Chúng ta lên xuống biển hay là lên núi nào. Ok. Summer vacation, very good job. Rồi, cô đang nhận được câu trả lời của Đặng Khoa Đăng này, mẹ Hoàng Linh, mẹ Phan Anh, mẹ Kim Ngân Nguyễn này. Very good job, go to the beach. Right, chính xác. Có một số mẹ và gia đình cũng như là các con sẽ đi đến biển, đúng không? Alright, very good job, biển. Thank you, mẹ Phương Phạm ạ. Ok, và chúng ta sẽ đến với slide tiếp theo. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có bức tranh đầu tiên. Ok, và bức tranh này của chúng ta đó là sea. Đây là bức tranh đại diện cho từ sea, ok? Right, sea của chúng ta trong tiếng Việt đó chính là biển, đúng không nào? Chúng ta có thể nói là go to the sea. Oh, cô Ngọc đang nhìn thấy một số mẹ đang trả lời là I'm going to the countryside in summer. Là đi đến về quê của chúng ta trong mùa hè này. Có một số ba mẹ lại trả lời là đi đến Thái Lan này. Ok, very good job. Rồi, chúng ta có một số các từ vựng tiếp theo liên quan đến chủ đề traveling. Và từ vựng đầu tiên của chúng ta đó là sea, là biển, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có sand castle. Đây là một trong những hoạt động mà các bạn nhỏ của chúng ta khi đến biển rất là thích. Đó là gì đây ạ? Xây sand castle. Sand castle trong tiếng Anh là gì? Chúng ta sẽ cùng comment đáp án nghĩa của tiếng Việt của từ này xuống cho cô Ngọc nhé. Cả nhà ơi, từ sand castle này trong tiếng Anh, trong tiếng Việt là gì cả nhà nhỉ? Everybody, so what is the Vietnamese meaning of sand castle? Mẹ Phương Thi, I traveled to Đà Lạt. Gia đình sẽ đi đến Đà Lạt đúng không ạ? Ok. Cả nhà ơi, chúng ta có từ vựng là sand castle. Mà bây giờ chúng ta có thể comment xuống phía dưới cho cô Ngọc biết rằng là từ sand castle trong tiếng Anh là gì không nhỉ? Lâu đài cát. Very good job, chính xác luôn. Vậy thì sand castle trong tiếng Anh của chúng ta là lâu đài cát. Thì đây là một những hoạt động rất phổ biến của các bạn nhỏ khi đến biển đúng không nào? Chơi ở biển đúng không nào? Ok, tiếp theo chúng ta có từ hotel. Khi chúng ta đi đến biển rồi thì chúng ta cần một nơi nghỉ ngơi cũng như là ăn ngủ ở đấy đúng không? Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ gọi là khách sạn. Alright, hotel. Everybody just say after me, hotel. Very good job. Rồi, tiếp theo chúng ta có khi chúng ta đến khách sạn này, chúng ta đi chơi ở biển này, chúng ta xây lâu đài cát rồi này, thì buổi tối và buổi trưa khi chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ có các món ăn, đúng không? Món ăn hải sản ở biển. Thì đồ ăn hải sản trong tiếng Anh của chúng ta sẽ là seafood. Ok, everybody, see? Seafood. Vậy thì có bạn nhỏ nào của chúng ta ở đây thích đồ ăn hải sản không nhỉ? Everybody, anyone? Anyone like seafood? When you go to the beach? Vậy thì từ vựng cuối cùng trong slide của chúng ta đó chính là seafood, ok? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với slide tiếp theo này. Chúng ta sẽ có một số các cái động từ như là stay, đúng không? Ví dụ chúng ta nói là chúng ta sẽ ở một cái khách sạn tên là gì đó, thì chúng ta đã nói là stay in the hotel or stay at the hotel. Nếu như là cụ thể một cái khách sạn mà chúng ta đã biết tên rồi, biết địa điểm rồi, thì chúng ta sẽ nói là stay at the hotel, ok? Tiếp theo chúng ta có delicious, đó là ngon. Vậy thì chúng ta có thể miêu tả là seafood is so delicious when I go to the beach to eat because it's so fresh. Đúng không nào? Đồ ăn biển thì khi chúng ta đến các cái khu du lịch ở biển thì đồ ăn hải sản của chúng ta rất là tươi ngon, đúng không nào? Ok, vậy chúng ta sẽ miêu tả là delicious. Và delicious là một tính từ trong tiếng Anh các bạn nhé. Alright, vậy thì chúng ta có hai từ đầu tiên. Một từ là động từ đi với hotel là nơi ở của chúng ta. Tiếp theo là delicious là một tính từ để miêu tả về đồ ăn của chúng ta khi đi chơi, đi du lịch, đúng không nào? Ok, so next to chúng ta có một từ tiếp theo là go on a boat cruise. Go on a boat cruise. Đây là một cụm động từ miêu tả một hoạt động giải trí ở trên gì đấy ạ? Boat là một trên cái thuyền lớn đúng không? Thì ở trên thuyền chúng ta có thể là bơi này hoặc là có party đúng không? Throw a party. Đó là chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc đúng không nào? Dancing chẳng hạn. Thì đấy chúng ta sẽ gọi là go on a boat cruise.
du thuyền đúng không các con? Alright. Và tiếp theo chúng ta có từ cuối cùng trong slide số 3 này của chúng ta, đó là build. À, và ở slide trước chúng ta có từ sandcastle. Vậy thì ở đây chúng ta lại có động từ là build. Và cụm từ của chúng ta trong bài này sẽ là build the sandcastle, đúng không? Xây một lâu đài cát, ok. Vậy thì chúng ta sẽ nhớ cụm từ nhé. Ở đây chúng ta có stay at the hotel, đó là ở khách sạn này, liên quan đến động từ, à liên quan đến danh từ hotel đằng trước. Và ở đây chúng ta có build the castle, đó là xây lâu đài cát. Vậy thì chúng ta sẽ connect các cái từ vựng này với nhau để thành một chủ đề nói là traveling khi mà chúng ta thực hành speaking nhé. Ok, hoặc là delicious thì là dùng để miêu tả seafood ở đằng trước, đúng không nào? Ok, rất là logic nhé các bạn nhé. Alright, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển đến chủ đề từ vựng số 2. Chúng ta sẽ cùng review chủ đề cooking, ok? Cả nhà ơi, cả nhà còn đó không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề số 2 nhé. Nếu như ba mẹ và các con vẫn đang trong livestream của cô Ngọc thì hãy cho cô Ngọc xin một like, share và comment để truyền được cái video về review đến kiến thức của tiểu học này đến cho nhiều bạn của chúng ta nữa, để chúng ta cùng ôn tập và đạt điểm cao trong học kỳ sắp tới nhé. Alright, tiếp theo chúng ta có chủ đề là cooking. Vậy thì một dụng cụ đồ bếp không thể thiếu khi chúng ta nấu ăn, đó chính là một chiếc dao. Và một chiếc dao trong tiếng Anh của chúng ta sẽ gọi là the knife. Ok, knife. Đây, chúng ta có từ knife. Và y là âm cuối trong một từ, vì vậy chúng ta sẽ là âm cầm và chúng ta sẽ không bật âm e. Ok, chúng ta sẽ đọc là knife. The K cũng là âm cầm, vì vậy chúng ta chỉ còn the middle sound ở giữa thôi, đúng không nào? Ok, knife. Tiếp theo, đồ tiếp theo là chúng ta sẽ có match. Và rất nhiều cái que diêm thì chúng ta sẽ gọi là matches. Và từ này có một nghĩa nữa, mix and match trong trong tiếng Anh. Nó còn là một động từ nữa, đúng không nào? Match là sự kết hợp, hoặc là chúng ta có danh từ match là một sự phù hợp, ok? Và trong trường hợp cụ thể của chủ đề cooking thì match đó là một que diêm cả nhà nhé. Ok, vậy thì chúng ta sẽ nắm được ba nghĩa của từ match luôn, đúng không nào? Alright, vậy thì chúng ta sẽ di chuyển sang tiếp theo, đó là stairs. Stairs, alright. Stair là bậc cầu thang, đúng không? Khi chúng ta di chuyển, ví dụ như bếp nhà bạn nào ở tầng 2 thì chúng ta sẽ là gì ạ? Go up the stairs and cook and find the knife to cut the meat or something, ok? Alright, next two. Vậy thì khi chúng ta có knife, chúng ta có ingredients là đồ ăn, thực phẩm rồi, thì chúng ta sẽ có stove là bếp nướng. Thì đây là một dụng cụ để chúng ta nướng đồ ăn, cũng như là trong dịp party, đúng không? Throw up a party thì chúng ta thường thường sẽ nướng thịt, grill on the stove, ok? Vậy thì tổng kết lại, chúng ta sẽ có bốn từ vựng trong slide cooking này, đó chính là knife, matches, stairs và stove, alright? Chúng ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ cần bật âm trong từ stove này để chúng ta nhấn mạnh âm cuối để không nhầm lẫn với các từ khác các bạn nhé. Ok, vậy thì đó là slide đầu tiên cho topic cooking. Và tiếp theo chúng ta nhìn thấy một rất là muscle, đúng không? Một chàng trai rất là cơ bắp. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai từ vựng liên quan đến body. Liên quan đến cooking thì tất nhiên nó sẽ liên quan đến healthy, đúng không? Và cũng như là liên quan đến body. Ok, liên quan đến cơ thể này, liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói về một bộ phận trên cơ thể, đó là arm. Ok, this is the arm. Oh, everybody just say arm. Chúng ta sẽ uốn lưỡi lên với từ r trong âm trong tiếng Anh nhé. Ok, tiếp theo chúng ta có một từ khác liên quan đến một phần bên dưới, đó chính là leg. Alright, leg. So everybody just repeat after me: leg and arm. Ok, very good job. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang các động từ liên quan đến chủ đề cooking. Và đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề ngữ pháp, đó là modal verb, là các động từ khuyết thiếu. Mà các động từ khuyết thiếu thì thường thường đi với các động từ thường đằng sau nó để kết hợp thành một câu hoàn chỉnh. Vì vậy chúng ta không thể thiếu được các động từ khuyết thiếu liên quan đến chủ đề cooking trong bài ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên của chúng ta đó chính là từ clamp. Clamp. Oh, the man is clamping up the mountain, right? Rồi, tiếp theo chúng ta có từ break. Break. Ví dụ như chúng ta có cụm từ break the leg là gãy chân. Ok, break the leg. Tiếp theo chúng ta có động từ cut. Cut, đúng không? Từ cut này chúng ta có thể dùng cụ thể trong trường hợp này là the scissors,
we use the scissors to cut the paper, đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng từ cut, the same meaning with chop. Chúng ta khi mà chúng ta thái đồ ăn, thái thịt, thái rau, đúng không? Thì chúng ta gọi là I cut the meat, but often nhưng mà thường thường thì chúng ta sẽ dùng từ chop nhiều hơn, ok? Và tiếp theo đó là burn the house. Chúng ta phải rất là vô cùng cẩn thận khi mà chúng ta sử dụng các đồ dùng nấu nướng. Ví dụ như hai từ đằng trước chúng ta đã học, đó là từ stove, là bếp nướng này. Và từ số 2, đó là từ gì ạ? Mattress, đúng không? Là các que diêm. Vậy thì the mattress and the stove can burn our house if we don't cook carefully. Okay, so be careful when you cook. Vậy thì chúng ta sẽ cần cẩn thận khi chúng ta nấu nướng nhá, để không bị burn the house like this, okay? Rồi, tổng hợp lại chúng ta sẽ có 4 động từ, đó là clamp, break, cut and burn, okay? Very good job. Now. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có 2 động từ. Đây là một chủ đề ngoài chủ đề cooking một xíu nhé. Ví dụ chúng ta có stairs là một các bậc thang, đúng không? Thì khi mà di chuyển quá nhanh xuống các bậc thang thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì động từ miêu tả cho cái hành động này sẽ là run down hoặc là fall off, đúng không? Khi mà chúng ta run down too quickly thì chúng ta sẽ bị fall off. Vậy thì chúng ta run down carefully and slowly, ok? Vậy thì khi chúng ta di chuyển từ cầu thang từ phía trên xuống phía dưới thì chúng ta sẽ di chuyển chậm thôi nhá. Không run down nhá, mà walk down nhá. Ok, vậy thì động từ của chúng ta tiếp theo đó chính là động từ run down. Đây là hình ảnh của một gì đấy ạ? Một người đàn ông đang di chuyển rất vội vàng và cầm theo cái cặp. Thì chắc chắn là người đàn ông này đang đi làm, đúng không? Buổi sáng thức dậy rất là muộn. Wake up so late. Vậy anh ấy phải gì đấy ạ? Run down so quickly to come to the company on time. Để đến công ty một cách đúng giờ. Ok, vậy thì chúng ta có run down. Các bạn chú ý là khi chúng ta học từ vựng thì chúng ta hãy bút cái từ vựng đấy vào một cái context, đó là ngữ cảnh cụ thể, để chúng ta có thể nhớ được cái cụm từ đấy nhé. Tiếp theo chúng ta có cụm từ fall off. Fall off là ngã. Chúng ta có một động từ đằng trước, đó là từ gì đấy? Từ climb, đúng không? She climbs up the tree and then she falls off. Cô ấy bị ngã bởi vì cô ấy leo lên cây, đúng không nào? Ok, vậy thì tổng hợp lại chúng ta có run down và fall. Ok, rồi cả nhà ơi, chúng ta đã hoàn thành xong phần vocabulary của bài hôm nay với chủ đề traveling and cooking. Vậy thì cả nhà ơi, chúng ta để tiếp tục phần tiếp theo, cô Ngọc đang muốn kêu gọi cả nhà hãy cho cô Ngọc một comment là ready để chúng ta tiếp tục phần thực hành của chúng ta ngay sau đây nhá. Cả nhà ơi, nếu như chúng ta đã sẵn sàng và chúng ta đã ghi nhớ được các từ vựng chúng ta vừa ôn tập cho chủ đề traveling và cooking rồi, thì chúng ta hãy comment ready xuống phía dưới để chúng ta chúng ta đi đến phần tiếp theo, đó là phần breakfast, ok? Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Hello mẹ Hương Vũ ạ, hello mẹ Hoàng Nga, hello mẹ Đặng Lệ. Cả nhà ơi, chúng ta đang vào được live stream, càng ngày cô Ngọc thấy là chúng ta đang vào rất nhiều đấy ạ. Hello mẹ Phạm Tuyết. Cả nhà ơi, nếu như chúng ta đang vào được livestream rồi thì hãy cho cô Ngọc từ ready để cô Ngọc biết rằng là chúng ta đã sẵn sàng để đến với phần thực hành của ngày hôm nay nhé. Ok, ready, very good job. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với check up number 1, find the correct picture. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có một từ vựng ở trên và các hình ảnh tương ứng với A, B, C, D. Và việc mà các con cũng như là ba mẹ giúp đỡ hỗ trợ các con trong quá trình làm bài này, đó là chúng ta hãy comment thật nhanh đáp án A, B, C hoặc D xuống phía dưới để nó tương ứng với từ vựng ở trên cả nhà nhé. Ok, so this one is knife. So which one is the knife? Vậy thì từ vựng nào có nghĩa là knife? Chúng ta hãy cùng comment thật nhanh đáp án xuống phía dưới cho cô Ngọc xem nào. A, B, C hay D nhỉ? C, knife. Very good job, mẹ Hoàng Linh. Hello, mẹ Hoàng Thị Kim Dung. Cả nhà ơi. Hello, mẹ Trâm Anh. Oh, mẹ Trâm Anh trả lời là knife. Good, great job. C. Chính xác rồi đấy cả nhà. Đáp án của chúng ta cho câu hỏi này đó chính là knife, ok? Đúng rồi, đó là một chiếc dao. Vậy thì chúng ta lại cẩn thận khi mà sử dụng dao để nấu ăn nhá. Đặc biệt là các bạn nhỏ thì chúng ta nên stay away from the knife. Ok, tiếp theo chúng ta có hotel. Ok, hotel. Chúng ta có 4 địa điểm sau đây này.
chúng ta sẽ cùng tìm ra đáp án đúng cho câu này nhá. A, B, C or D. Cô Ngọc sẽ đếm từ 5 đến 1 để xem là bạn nào trả lời nhanh nhất cho câu hỏi số 2 này nhá. Hotel. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, cô Ngọc sau khi đếm 5 giây thì cô Ngọc đã nhìn thấy mẹ Trâm Anh trả lời chính xác cho câu hỏi hotel rồi. Và câu hỏi hotel này có đáp án, đó chính là đáp án D của chúng ta, chính xác. Vậy thì đáp án đây là cafe or coffee shop, đúng không? Cafe ở đây là một tiệm cà phê này, hoặc là coffee shop cũng bằng nghĩa với từ cafe. Alright, tiếp theo chúng ta có từ books. Books thì đây có thể là bookstore, đúng không? Cửa hàng sách này. Tiếp theo, cinema là rạp chiếu phim. Và cuối cùng của chúng ta đó chính là khách sạn, đúng không? Trong chủ đề traveling thì hotel là một từ vựng mà chúng ta cần chú ý. Alright, ok, tiếp theo chúng ta có từ stove. Cả nhà ơi, chúng ta có từ stove. Vậy thì đáp án của chúng ta là gì? A, B, C or D? Hello everyone, vậy thì chúng ta hãy cùng trả lời đáp án cho câu hỏi tiếp theo. Chúng ta có từ stove. Vậy thì đáp án cho từ stove là gì cả nhà nhỉ? Cả nhà ơi, chúng ta có từ stove. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra đáp án cho câu hỏi này nha cô Ngọc nhé. Từ stove có đáp án là gì nhỉ? Ok, cả nhà ơi, từ stove này đó chính là D, ok? Là một bếp nướng hoặc là một bếp ga nhé. Chúng ta có thể hiểu nó tương ứng với nhau như vậy. Và chúng ta có đầu tiên là từ vựng là bulb, là cái đèn, đúng không? Cái đèn. Tiếp theo B là cái radio, đúng không? Cái đài này hoặc là cái thì cái này có thể gọi là một cái loa, đúng không? Gọi là speaker. Nhưng mà cái này chủ thể thì chúng ta sẽ nói là Tiếp theo chúng ta đến với C, đó là chair, ok? Là một chiếc ghế. Sorry cả nhà, tự nhiên cô Ngọc quên mất nghĩa của từ này. Và tiếp theo của chúng ta đó là stove, là bếp nướng. Ok, rồi, tiếp theo chúng ta đến với động từ build. Tất cả chúng ta đã học một số các động từ liên quan đến cooking và traveling. Vậy bây giờ chúng ta có động từ là build. Vậy thì A, B hay C hay D là động từ chính xác, là bức tranh chính xác với động từ bên trên của chúng ta nhỉ? Bức tranh của chúng ta ở bên trên thì tương ứng với đáp án nào? Từ vựng ở bên trên của chúng ta thì chính xác với bức tranh nào của chúng ta trong đáp án A, B, C và D nhỉ? A. Ok, very good job. Chính xác rồi cả nhà. Đây là động từ build, đó chính là đáp án A, là build the sand castle, là một trong những hoạt động vui chơi của các bạn nhỏ khi đến biển vào mùa, vào dịp nghỉ hè, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ fall down. Oh, what is the meaning of fall down? Cả nhà ơi, từ nghĩa của từ fall down là gì? Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Và cả nhà hãy cùng comment cho cô Ngọc nha. A, B, C và D. Hello mẹ Hoàng Tuyết ạ. Hello cả nhà, chúng ta vào và cùng tham gia vào việc trả lời các câu hỏi này, cũng như là cho các bạn ở nhà chúng ta xem để ôn tập cho kỳ thi sắp tới học kỳ nhá. Hello, chúng ta có A, B, C, D. Vậy thì what is the meaning of fall down? Oh, very good job. Vậy thì đáp án cho từ fall down đó chính là đáp án B, chính xác rồi cả nhà. Ok, rồi tiếp theo chúng ta đến check up number 2, là guess the word. Cả nhà ơi, chúng ta đến với check up number 2, guess the word. Và nhiệm vụ trong bài này của chúng ta đó chính là nhìn vào bức tranh và ghi từ vựng của chúng ta. Ở bài trước chúng ta đã nhìn từ vựng và đoán ảnh, đúng không nào? Ở bài số 2 này của chúng ta sẽ nhìn ảnh và đưa ra từ vựng nhé, để xem là chúng ta đã nhớ được mặt chữ của từ đấy chưa. Và khi vào chúng ta vào bài reading này hoặc là grammar thì chúng ta có thể nhớ mặt chữ và các letter của nó để không bị nhầm lẫn với các từ xem như cái từ đó nhé. Bây giờ chúng ta có bức tranh đầu tiên. Vậy thì cả nhà hãy cùng comment cho cô Ngọc xuống xem là bức tranh này thì tương ứng với từ vựng nào nào. Ok, cả nhà ơi, bức tranh đầu tiên của chúng ta đã xuất hiện trên màn hình TV rồi. Vậy thì ba mẹ và các con hãy cùng giúp cô Ngọc comment cái từ vựng tương ứng với bức tranh trên trên TV của chúng ta nhé. Hello cả nhà, chúng ta sẽ cùng comment đáp án cũng như là letters của từ vựng này xuống tương ứng với bức tranh nha.
Ok, thank you mẹ Hoàng Linh. Của chúng ta đó chính là sandcastle. Very good, sandcastle. Chúng ta có từ vựng sau đây: S-A-N-D-C-A-S-T-L-E. Ok, sandcastle. Very good job. Tiếp theo chúng ta có, sorry, chúng ta có một hộp diêm sau đây. Vậy thì hộp diêm này có rất là một từ vựng có rất nhiều nghĩa. Vậy thì nó rất là quen thuộc với chúng ta ở các trường hợp khác rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng comment đáp án cho cô Ngọc xem là từ vựng này thì hình thù về từ về letter của nó như thế nào nhé. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng giúp cô Ngọc comment letters và từ vựng của hình ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy trên TV của cô Ngọc nào. Hello everybody. Rồi, chúng ta có bức ảnh và đây đó chính là matches, right? Là các que diêm và một que diêm của chúng ta sẽ gọi là match, ok? Rồi cả nhà ơi, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển nhanh sang một phần rất là quan trọng trong buổi ngày hôm nay. Đó là phần grammar, ok? Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển sang phần grammar nhé. Phần grammar là phần về ngữ pháp và ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề gì? Bởi vì cô Ngọc đang thấy là cô Ngọc đã nhắc rất nhiều về cụm từ, về chủ đề ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay rồi. Vậy thì nếu như mà ba mẹ nào biết, cũng như là các con nào mà biết theo dõi ngay từ đầu livestream của cô Ngọc rồi, thì hãy cùng comment xuống cho cô Ngọc biết rằng là hôm nay chủ đề ngữ pháp của chúng ta là gì nhỉ? Cả nhà ơi, chủ đề ngữ pháp của hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cũng như là review, ôn tập lại là gì? Nếu như cả nhà biết thì chúng hãy cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc nhìn thấy rằng là cả nhà đã sẵn sàng cũng như là đã nắm được chủ đề ngữ pháp mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Cô Ngọc sẽ gợi ý một số các từ như sau này. Chúng ta có can này, must này, should này. Đó là một số các cái từ đại diện cho chủ đề ngữ pháp này. Vậy thì cả nhà có thể đoán được xem là chủ đề ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta là gì không? Cooking and traveling à? Cooking and traveling là chủ đề về vocabulary, đúng không? Là chủ đề về từ vựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển sang một bảng kiến thức, đó là về grammar. Là về gì đấy ạ? Về ngữ pháp. Vậy thì về ngữ pháp thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là về động từ. Về động từ là gần chính xác rồi. Nhưng mà động từ của chúng ta ngày hôm nay đi tìm hiểu khá đặc biệt. Nó chính là động từ khuyết thiếu, đúng không? Đúng rồi, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chủ đề về modal verb. Ok? Và chúng ta có một cô gái đấy, đúng không? Cô ấy đang bơi. Vậy thì khi mà chỉ về khả năng có thể bơi được của cô bé này thì chúng ta có thể nói là I can swim. Ok? I can swim. Tớ có thể bơi. Ok? Thì từ can này là một modal verb và theo sau nó là một động từ thường. Ok? Và không chỉ ở dạng infinitive, đó là dạng nguyên thể. Ok, vậy thì chúng ta có thể biết rằng là chủ đề của chúng ta là modal verb. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có công thức cho chủ đề này. Đó chính là chúng ta sẽ có chủ ngữ này là as subject cộng với modal verb là động từ khuyết thiếu và cộng với một động từ thường của chúng ta nhé. Và động từ khuyết thiếu của chúng ta bao gồm các động từ sau. Chúng ta có một số các động từ rất phổ biến như từ can, đó là thể hiện khả năng, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có từ should. Vậy thì cô Ngọc có một ví dụ sau đây này để chúng ta có thể đoán xem cô Ngọc là từ should này có nghĩa là gì nhá. Ở phần vocabulary của chúng ta thì chúng ta có cái từ knife, đúng không? Thì bây giờ cô Ngọc sẽ lấy ví dụ như sau này. The children shouldn't use the knife. Ok? The children shouldn't use the knife. Vậy thì cả nhà hãy cùng đoán cho cô Ngọc xem nghĩa của từ should này là gì nào. Cả nhà ơi, nghĩa của từ should là gì nhỉ? Cô Ngọc có một ví dụ là the children shouldn't use the knife. Ok? Vậy thì từ should này có nghĩa gì trong tiếng Anh mà nó lại thuộc trong nhóm modal verb nhỉ? Nghĩa gì vậy? Ba mẹ và các con ơi, nếu như chúng ta biết nghĩa của từ should này, hãy cùng comment xuống phía dưới cho cô Ngọc biết là chúng ta rất chắc chắn về kiến thức để chuẩn bị thu lượm được những cái kết quả cũng như là điểm cao sắp tới trong kỳ thi học kỳ của chúng ta nào. Ok? Từ should là gì nhỉ cả nhà? Ok, correct. Từ should đó chính là từ mang nghĩa là nên. Và trong trường hợp của cô Ngọc vừa lấy là the children shouldn't use the knife,
đó là các bạn nhỏ thì không nên sử dụng dao, đúng không? Shouldn't mà, đúng không? Shouldn't ở đây chúng ta thêm not vào thì nó sẽ mang nghĩa phủ định. Vậy thì từ should có nghĩa là nên, ok? Nên hoặc không nên làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng should. Alright. Rồi, tiếp theo. Xin chào mẹ Lương Bùi, cả nhà ơi, chúng ta cùng vào livestream để học buổi học ngày hôm nay nhá. Lesson number 5 ạ. Và tiếp theo chúng ta có từ need. Alright. Cả nhà ơi, chúng ta có từ need là cần, ok? Từ need này là một trong những cái từ modal verb mà chúng ta cũng sử dụng rất nhiều này. Tiếp theo chúng ta có từ must. Must đó là phải làm gì, cần làm gì và phải làm gì. Mức độ nó sẽ chênh nhau một xíu này. Tiếp theo chúng ta có từ may. Từ may và từ can này đều chỉ khả năng hoặc là có thể. Nhưng mà chúng ta có một số cái sự khác biệt giữa từ may và từ can. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần sau. Vậy thì khác biệt giữa may và can là gì nhá. Hello mẹ Nguyễn Tú Linh ạ. Cả nhà ơi, chúng ta cùng vào livestream để học buổi học số 5 trong chuỗi tổng ôn kiến thức của chúng ta nhé. 6 ngày tổng ôn lấy gốc thần tốc của Miss Swan Junior, cũng như là học cùng cô Ngọc nè. Ok, chúng ta có từ đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu là một từ rất phổ biến để chỉ về khả năng của ai đó mà chúng ta rất hay sử dụng trong giao tiếp cũng như là trong các bài ngữ pháp này. Từ can, đầu tiên về definition, đó là câu diễn tả khả năng ở hiện tại hoặc tương lai. Vậy thì ở đây chúng ta đang nhấn mạnh khả năng ở hiện tại và tương lai nhé, không sử dụng trong quá khứ. Hiện tại là the present tense và tương lai là future tense, ok? Và tiếp theo chúng ta câu cách sử dụng của thứ hai của từ can đó là câu mang ý nghĩa xin phép yêu cầu. Ví dụ như một bạn nhỏ muốn vào lớp của cô Ngọc thì bạn ấy sẽ hỏi là can I come in hoặc là may I come in. Vậy thì may và can chúng ta sẽ phân tích sự khác biệt sau nhé. Nhưng mà hai trường hợp này khi chúng ta muốn hỏi vào lớp thì chúng ta sẽ sử dụng modal verb là can I come in or can I go out, ok? Rồi, tiếp theo chúng ta hãy nhìn vào ví dụ này. He can't ride a bike. Anh ấy không thể nhá. Sorry cả nhà, đây là không thể. Anh ấy không thể lái xe đạp. Vậy thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đang lái xe đạp và ngã, đúng không? Và từ ngã trong tiếng Anh đó là fall down, ok? Very good. Rồi, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của một cậu bé rất là đáng thương, không biết đi xe đạp và chúng ta bị ngã, đúng không? Có bạn nào bị ngã xe đạp như bạn nhỏ này khi mới tập không nhỉ? Các học viên, các bạn nhỏ đang xem Miss Swan Junior ơi, có bạn nào bị ngã xe như thế này không? Trong quá trình tập đầu tiên thì luôn luôn bị ngã vấp như vậy. Và cô Ngọc ngày xưa khi mà tập xe thì cũng mất rất nhiều thời gian và cũng rất là đau. Bầm dập thì chúng ta mới biết được đi xe đạp đấy cả nhà. Ok, tiếp theo chúng ta đến với ví dụ của câu số 2. Một câu mang ý nghĩa xin phép yêu cầu. Xin chào mẹ Nguyễn Tuyết Sương. Xin chào mẹ, chào mừng mẹ và các con đến với chuỗi livestream sáng nay tổng ôn lấy gốc thần tốc ạ. Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ số 2, đó là mang nghĩa xin phép và yêu cầu. Ví dụ như câu hỏi là can I sit here? Tớ có thể ngồi ở đây được không, đúng không? Đây là một câu hỏi rất là lịch sự mà khi mà chúng ta vào lớp hoặc là một bạn mới vào lớp, chúng ta có một chiếc ghế cạnh và đang trống, đúng không nào? Và bạn học sinh này hỏi là can I sit here? Tôi có thể ngồi đây được không? Rất là lịch sự, đúng không ạ? Cả nhà. Ok, vậy thì chúng ta sẽ tóm tắt lại hai ý nghĩa, hai cách dùng the uses of can, đúng không? Đầu tiên là diễn tả khả năng ở hiện tại hoặc tương lai. Và số 2 là câu mang ý nghĩa xin phép yêu cầu. Ok? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với modal verb tiếp theo là should. Từ should thì có một cách sử dụng của chúng ta thôi, đó là dùng để đưa ra lời khuyên và ý kiến. Ví dụ như cô Ngọc có câu sau đây này. You should go to bed early. Ok? Là bạn nên đi ngủ sớm. Hoặc là you should do the homework before going to the class. Là con nên làm bài tập về nhà trước khi đến lớp này. Hoặc là you should drink water more. Là con nên uống nước nhiều hơn, đúng không? Để tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì từ should mang nghĩa là đưa ra lời khuyên cho ai đó nhé. Và chúng ta nhớ là sau tất cả các modal verb thì động từ của chúng ta ở dạng nguyên thể không chia nhé. Go này, chúng ta có go này. Và trước chúng ta có từ swim này, đúng không nào? Ok, vậy thì cả nhà ơi, chúng ta đã hoàn thành some two modal verbs của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với loại modal verb số 3. Đó chính là need, ok? Vậy thì need diễn tả sự cần thiết hoặc bắt buộc tuân theo, phải làm gì đó trong nội quy và quy định. Đây là một cái chỉ về nội quy và quy định của chúng ta, đúng không nào? Ví dụ, cô Ngọc có câu
I need to study hard for the exam. Bạn cần học chăm chỉ cho bài kiểm tra đúng không nào? Vậy thì chúng ta có đấy, nhìn thấy một cô gái đúng không? Có rất là nhiều sách và đang học hành rất chăm chỉ này, đúng không? Để được điểm gì đấy? A cộng trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới này. Đó, rất là nhiều sách này đúng không nào? Ok, vậy thì các bạn có cảm thấy là chúng ta cần thiết để học rất là chăm chỉ cho kỳ thi sắp tới không? Vậy thì hãy cùng xem livestream của cô Ngọc để chúng ta ôn tập cho 6 ngày tập môn lấy gấp thần tốc cho kỳ thi cuối kỳ của chúng ta sắp tới nhé. Ok, và tiếp theo chúng ta có từ must. Ok, must. Must thì sẽ chỉ một cái gì đó nó bắt buộc và nó quy định hơn, quy củ hơn một xíu. Và từ này có cách sử dụng là diễn đạt sự cần thiết bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai, hoặc cấm đoán một cái gì đó. Ok, ở đây must này nó mang tính cấm đoán rồi, chứ nó không phải mang tính quy tắc và tuân theo như là need, đúng không nào? Cần phải làm gì, còn đây là phải làm gì. Ví dụ chúng ta có you must get up at 7 a.m. Bạn phải thức dậy lúc 7 giờ sáng. Nếu như bạn không thức dậy lúc 7 giờ sáng thì chúng ta sẽ bị làm sao? Muộn học, đúng không nào? Hoặc là you mustn't smoke here. Bạn không được hút thuốc ở đây. Ok, không được phép làm gì. Chúng ta sẽ phân biệt cho câu must là phải, nhưng mà mustn't lại không phải. Mà mustn't ở đây có nghĩa là không được phép nhé. Chúng ta phải hiểu nghĩa hai của từ này nó đang bị lệch nhau. Nó mustn't, ví dụ should là nên, là shouldn't là không nên. Thế nhưng trong với trường hợp must này, must là phải và mustn't là không được phép. Ok, alright. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển sang phần tiếp theo. Đó là modal verb may, là một từ khá giống với can, thể hiện khả năng có thể làm gì đó. Chúng ta có uses của may như sau này: diễn tả một điều gì đó có thể xảy ra ở tương lai nhưng không chắc chắn, hoặc khi muốn xin phép một cách lịch sự. Có nghĩa là may khác can là nó lịch sự và nó trang trọng hơn can. Can thể hiện sự thân thiện và gần gũi đối với người nghe hơn. Ok, ví dụ như cô gặp một bạn lần đầu tiên, một thầy giáo đầu tiên, thì chúng ta có thể là nói là may I sit here, thay vì là chúng ta nói là can I sit here. Ok, và chúng ta sẽ phân biệt nhá, may này mang tính lịch sự này, mang tính trang trọng hơn, còn can thì mang tính thân thiện gần gũi hơn. Ok, tiếp theo chúng ta có ví dụ là I may visit Hanoi City tomorrow, có lẽ ngày mai tôi sẽ đến thành phố Hà Nội, là một điều thể hiện khả năng có thể xảy ra trong tương lai nhé. Và một câu yêu cầu đề nghị này, may I come in, có hai cách sử dụng giống như can, một cái là chỉ yêu cầu đề nghị, một cái là thể hiện khả năng có thể làm gì đó. Và ở đây cụ thể trong trường hợp của may, đó là điều có thể xảy ra trong tương lai. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần check up. Cả nhà ơi, các con đã nắm được hết nội dung của ngữ pháp liên quan đến chủ đề modal verb chưa nhỉ? Hello cả nhà, cả nhà ơi, cả nhà đã nắm hết được cái các cái kiến thức cũng như là các cái chủ điểm ngữ pháp của chúng ta ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng ta có tổng cộng là 5 common modal verbs, đó là 5 gì đây ạ? Modal verb là các động từ khuyết thiếu phổ biến mà hay sử dụng nhất. Là chúng ta sẽ có gì đấy? Should này, must, need, can và may. Ok, vậy thì khi chúng ta học cao lên nữa, học lên trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, thì chúng ta sẽ học các cái dạng modal verb phức tạp hơn. Ok, rồi phần check up number 1 của chúng ta đó chính là fill in the blanks. Ok, điền vào chỗ trống. Rồi bây giờ cô Ngọc có các câu modal verb, các cái từ động từ khuyết thiếu ở sau đây. Chúng ta có đúng 5 động từ mà chúng ta vừa học xong, đó là gì đấy? Can, should, need, must và may. Ok, và đầu tiên chúng ta có teacher blah blah I come in. Vậy thì đáp án cho câu đầu tiên là gì? Bây giờ cô Ngọc mong muốn là chúng ta sau khi học kiến thức rồi thì chúng ta sẽ phải làm bài tập để thực hành, cũng như là đưa phần kiến thức mà chúng ta đã học vào trong thực hành. Vậy thì cả nhà hãy cùng áp dụng phần kiến thức mà chúng ta vừa đi qua để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, đó là teacher blah blah I come in. Đáp án cho câu hỏi này là gì nhỉ? Can, should, need, must or may? Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy đáp án là can. Hello everybody. Vậy thì chúng ta đang có đáp án là can. Vậy thì chúng ta cũng có thể là may. Vậy trong trường hợp này chúng ta sử dụng may hay can nhỉ? Đó là may. Bởi vì teacher là một gì đấy ạ? Một giáo viên, và một giáo viên thì chúng ta cần lịch sự và trang trọng.
đúng không nào? Khi chúng ta nói với bạn là can I come in thì chúng ta sẽ ok hơn. Nhưng mà trong trường hợp cụ thể trường hợp này thì chúng ta nên dùng may nhé. Có thể dùng can nhưng mà chúng ta nên dùng may nhé. Và chúng ta sẽ nói là teacher, may I come in? Cô ơi, con có thể vào lớp được không ạ? Đúng không nào? Ok, very good job. Anyway, tiếp theo chúng ta đến với number 2. Do you see the warning sign there? You blah blah, not smoke here. Oh, chúng ta có nhìn thấy từ smoke này trong một ví dụ mà chúng ta vừa học ở modal verb đằng trước. Vậy thì từ này sẽ tương ứng với modal verb nào cả nhà nhỉ? Hãy cùng comment đáp án xuống phía dưới cho cô Ngọc biết là câu number 2 này. Do you see the warning sign there? You blah blah, not smoke here. Vậy thì đáp án cho you blah blah này là gì các con nhỉ? Hãy cùng comment đáp án xuống phía dưới cho cô Ngọc nhé. Câu số 2 này của chúng ta đó chính là đáp án you must not, ok? Bạn không được phép smoke là hút thuốc ở đây, ok? Bạn có nhìn thấy cái biển hiệu cảnh báo kia không? Đúng không? Bạn không được phép hút thuốc ở đây. Thì đây là một trong những quy định mà chúng ta thường thường nhìn trong các cái tòa nhà hoặc là shopping mall, đúng không? Bởi vì là khói thuốc có thể gây ra rất là nhiều bệnh của cho người xung quanh, cũng như là sự khó chịu này, hoặc là hút thuốc thì có thể gây ra cái nguy cơ burning the house, đúng không? Đốt cháy nhà đấy, nguy hiểm lắm. Ok, tiếp theo number 3, the monkey. Ok, the monkey blah blah climb up the tree. Ok, the monkey climb up the tree. Vậy thì number 3 đáp án của chúng ta là gì nhỉ? Number 3 cả nhà ơi. Hello, hello. Nếu như cả nhà đã vào rồi thì chúng ta hãy cùng comment đáp án cho number 3 của Hương Ngọc nhé. Can. Oh, the monkey can. Chính xác. Number 3 đó chính là từ can. Đây là thể hiện khả năng của một con vật, đúng không? Là the monkey can climb up the tree. Là con khỉ thì có thể leo cây. Đây là một sự thật rất hiển nhiên và luôn đúng, đúng không nào? Ok, number 4. The weather is cold outside. You blah blah, bring your jacket. Oh, thời tiết thì rất là lạnh ở bên ngoài. Vậy thì bạn blah blah nên là, sorry, mang theo áo của mình, đúng không? Bây giờ cô Ngọc nói tiếng Việt nhá, là bạn nên mang theo áo của mình. Vậy thì một trong những modal verb nào ở trên mang nghĩa là nên nhỉ? Should, very good job, exactly. Đó chính là từ should, đúng không? Trời rất là lạnh bên ngoài, vậy bạn nên gì đấy? Mang theo áo khoác nhé. Tiếp theo chúng ta có câu cuối cùng. Tất nhiên đáp án của nó chính là need. Tôi cần học hành chăm chỉ cho kỳ thi vào ngày mai, cho buổi thi vào ngày mai, đúng không? I need to study hard for the exam tomorrow. Ok, vậy thì check up number 1 của chúng ta đã hoàn thành này. Tiếp theo chúng ta có check up number 2. Choose the correct answer. Chúng ta có bức hình ở bên cạnh này. Và chúng ta có ba đáp án là ba động từ modal verb của chúng ta, đúng không nào? Và chúng ta có một câu sau đây. Fish, blah blah, breathe in the water. Fish, blah blah, breathe in the water. Vậy thì với câu này, modal verb nào sẽ phù hợp nhất nhỉ? Cả nhà ơi! Với câu này thì modal verb nào sẽ phù hợp nhất nhỉ? Hello mẹ Mai Kim Oanh ạ. Hello mẹ Trâm Nguyễn. Mẹ, các mẹ ơi, nếu như chúng ta đã vào rồi thì hãy cho bé nhà mình xem cũng như là ôn tập lại các kiến thức cho bài thi của chúng ta trong kỳ thi sắp tới với bộ môn tiếng Anh cả nhà nhé. Ok, should, need, may và can, chúng ta có 3 đáp án. Vậy thì chúng ta, đáp án của chúng ta chính xác đó chính là đáp án C. Thể hiện khả năng của chú cá, đúng không? Fish can breathe in the water. Cá có thể thở trong nước, đúng không? Chúng ta có hai từ là need, cá cần à? Không phải là cần, đúng không? Không phải là có may. May là thể hiện khả năng lịch sự, một cái phong thái lịch sự hơn. Và trong trường hợp này cụ thể là chúng ta thể hiện một khả năng của một vật hoặc là một người nào đó thì chúng ta sẽ dùng can cả nhà nhé. Phân biệt giữa can và may ạ. Ok, tiếp theo number 2. Chúng ta có you blah blah not smoke. Grandpa is not good for your health. Chúng ta có từ should, can và may. Trong câu số 2 này của chúng ta có nhìn thấy từ smoke là một từ rất quen thuộc trong các bài tập mà chúng ta đã làm. Đúng không nào?
Hello mẹ Vân Hồng Diệp, mẹ ơi cùng cho con vào của chúng ta vào để chúng ta học bài lesson number 5 traveling and cooking cũng như là chủ đề ngữ pháp về modal verb của chúng ta ngày hôm nay mẹ nhé. Ok, should. Ok, very good job. Vậy thì đáp án cho câu số 2 đó là bạn you ở đây là grandpa. Ông không nên hút thuốc vì nó không tốt cho sức khỏe của ông đâu ạ. Đúng không nào? Ok, you shouldn't smoke grandpa. It's not good for your health. Ok. Vậy thì đây là một câu lời khuyên nhé. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 3 này. Câu số 3 của chúng ta như sau này. Đây là một cô gái. Và cô gái đang không tìm thấy gì đấy. Chiếc chìa khóa của mình. Đúng không nào? Đây là một chiếc keys và cô ấy không biết là cái chìa khóa của cô ấy ở đâu. Rất là không nhớ và để quên ở đâu đó, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có câu hỏi là I blah blah find my key to get in the car. Đây là một tình huống rất trớ trêu này. Chúng ta có A là can, B là need và C là may. Vậy thì chúng ta có 3 đáp án. Vậy thì đáp án cho câu hỏi số 3 này là gì? Cả nhà. Các con ơi, câu hỏi đáp án cho câu hỏi số 3 này là gì nhỉ? Tôi có thể tìm chiếc chìa khóa để vào ô tô ạ? À? Có phải có thể không? Nhìn hình ảnh này chúng ta có thể nói là có thể không? Tất nhiên là loại bỏ đáp án A rồi này. Chúng ta need, tôi cần gì đấy? Tìm chiếc khóa của tôi để vào ô tô. Có chính xác không nhỉ? Chính xác, bingo. Vậy thì đáp án của chúng ta đó là đáp án B, need nhá. Và C là may, có thể. Không, nhìn cô ấy đang không có thể, không thể đúng không? Cô ấy đang không tìm chiếc khóa mà. Làm sao chúng ta có thể nói là may được? Ok, và tiếp theo chúng ta có câu hỏi số 4. Look, you blah blah not park here. No parking. Đây là một cái warning sign, là một biển báo là không đậu xe. Mà ở đây chúng ta lại có câu là look, you blah blah not park here. Chúng ta có từ should, can và must. Ok, vậy thì đáp án của chúng ta chắc có 4 này là shouldn't park here, đúng không? Nhìn kìa, bạn không... must. Đây là một sự, không cho phép. Sorry cả nhà. Should là một lời khuyên. Thế nhưng mà chúng ta có hình ảnh no parking là một biển cấm. Mà biển cấm thì chúng ta phải sử dụng một cái modal verb mang tính quy tắc và mang tính không được phép hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng must cả nhà nhé. Sorry cả nhà rất nhiều ạ. Look, you must not park here. Nhìn kìa, bạn không được phép đậu xe ở đây. Ok. Vậy thì chúng ta đã làm xong 4 câu rồi cả nhà. Oh my gosh. Ok cả nhà ơi, thì hôm nay chúng ta đã hoàn thành xuất sắc bài của chúng ta trước tận 10 phút so với lịch dự trình của chúng ta hàng tuần, đúng không nào? Và chúng ta đã học được từ vựng của hai chủ đề, đó là traveling và cooking, cũng như là chủ đề ngữ pháp về modal verb là các động từ khuyết thiếu, đúng không cả nhà ơi? Vậy thì cô Ngọc sẽ gửi bài tập về nhà của chúng ta trong nhóm 6 ngày tổng ôn lấy gốc thần tốc trên Zalo để cả nhà truy cập vào, cũng như là làm các bài tập để ôn tập cho chủ đề ngữ pháp ngày hôm nay để chúng ta đạt được điểm cao hơn nữa trong kỳ thi cuối kỳ một môn tiếng Anh sắp tới nhé. So, thank you very much for joining my class today and I hope you can get higher score in your semester test in the upcoming time. And thank you and see you next time. Goodbye everyone. Goodbye. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Goodbye everybody.